Tại sao Việt Nam chuẩn bị đón ông Putin, hoãn tiếp đặc sứ EU? Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Từ trước tới nay, ngoại giao luôn là một nhiệm vụ tối quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia. Trong tháng 5 vừa qua, việc Việt Nam hoãn chuyến thăm của đại sứ EU là một thông tin ngoại giao gây tranh cãi. Thế nhưng cùng thời điểm đó, thì chúng ta đã chuẩn bị cho công tác tiếp đón chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều phái đoàn khác của Trung Quốc. Từ sự kiện này, nhiều tờ báo đã mượn gió bẻ măng cho rằng Việt Nam đang chọn phe. Vậy thì thực hư sự việc này là như thế nào? Đầu tiên về việc Việt Nam hoãn chuyến thăm của đặc sứ EU là có thật. Cụ thể, đặc sứ EU phụ trách thực thi các biện pháp trừng phạt Nga đó là ông David O'Sullivan, có kế hoạch thăm Việt Nam và sẽ gặp các quan chức Việt Nam trong hai ngày là 13 và 14 tháng 5. Tuy nhiên, Hà Nội đã yêu cầu hoãn chuyến đi với lý do lãnh đạo Hà Nội quá bận, không tiếp khách được. Ba nhà ngoại giao châu Âu khác cũng xác nhận tin hoãn chuyến đi như vừa nêu trên, và Hà Nội đề nghị chuyển sang tháng 7. Hai nhà ngoại giao và một người thạo tin liên hệ việc hoãn chuyến đi của đặc sứ EU với công tác chuẩn bị cho một chuyến công du, có thể là của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam. Reuters đã dẫn một nguồn tin cho rằng chuyến công du của Tổng thống Nga có thể bị tổn hại do bất cứ cuộc gặp nào với vị đặc sứ của EU phụ trách về thực thi lệnh trừng phạt đối với Nga. Reuters cũng cho biết phái đoàn ngoại giao EU tại Hà Nội đã ra thông cáo bày tỏ sự thất vọng về việc hoãn chuyến thăm và cho biết đang bàn bạc chuyến thăm Việt Nam vào một thời điểm khác cho chuyến làm việc của đặc sứ David Sullivan. Về vấn đề này, thực ra Việt Nam cũng có cái lý của mình. Đúng là trong mấy tháng nay, tứ trụ triều đình của Việt Nam cũng đã thay tới hai người. Thế nhưng nếu bảo vì như vậy mà bận, không tiếp khách thì cũng không hẳn. Ngay trước đó khoảng một tháng, dù cũng đang nhà bao việc, Việt Nam chúng ta cũng đã liên tục tiếp đón các đoàn ngoại giao từ Trung Quốc và Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Phó Ủy viên Trưởng Thường vụ Nhân dân Trung Quốc, Trương Khánh Vĩ. Cũng cùng khoảng thời gian đó, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov để tiến hành đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng an ninh Việt-Nga lần thứ 13. Cùng lúc đó, khi vừa từ chối đoàn ngoại giao châu Âu thì Việt Nam lại gửi lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm. Trùng hợp là ở chỗ, nếu theo kế hoạch thì đoàn châu Âu sẽ tới vào ngày 13-14 thì Việt Nam từ chối. Nhưng ngày 15 tháng 5, Đại sứ Nga Bezhetko cho biết Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời đến thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và mới đây nhất là ngày 30 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết rằng việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Triều Tiên và Việt Nam đang ở giai đoạn hoàn thiện. Và điều này chắc chắn rằng chuyến thăm của Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Và cũng chính vì điều này mà nhiều tờ báo phương Tây đã bày tỏ sự thất vọng với Việt Nam. Hành động này không phải là chúng ta chọn phe, mà là đang cân bằng lợi ích của mình. Trong trường hợp này, Việt Nam đã tính toán được hơn dựa trên lợi ích của bản thân mình, chứ chẳng phải theo phe nào cả. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nhìn lại mục đích của các chuyến thăm này tới Việt Nam. Về phía EU, ngay từ người đến ta đã thấy được mục đích của họ. Đó là ai? Là viên đặc sứ EU phụ trách thực thi các biện pháp trừng phạt Nga. Nhìn lại tình hình đối đầu giữa Nga và Ukraine, cũng như cuộc chiến kinh tế với EU và Mỹ hiện nay, mọi thứ đã bước sang năm thứ ba. Khi mà cuộc chiến càng kéo dài, ta lại càng thấy Nga dần vượt qua các rào cản cấm vận của EU. Kinh tế thì hồi phục ở mức nhanh chóng sau những tổn thất hồi năm 2022. Cùng với đó dù nói là cấm vận, thế nhưng tầm ảnh hưởng của họ tại các khu vực như Trung Đông, Châu Phi lại đang tăng lên thấy rõ. Điều này có được là nhờ những chính sách hợp lý, cùng với một loạt những quốc gia khác đã phớt lờ những lệnh cấm vận để vẫn cứ làm ăn với Nga. Chính vì vậy, mục đích của ông Sullivan nói riêng hay EU nói chung, đó là nhằm bảo đảm các nước mà ông ta tới thăm sẽ không giúp Nga né tránh các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu, đồng thời lôi kéo các nước có lập trường tương đối trung lập đứng về phía phương Tây. Còn với Nga, trước đó là chuyến thăm của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov và sắp tới đây là của Tổng thống Nga. Đây rõ ràng là một hành động ngoại giao song phương giữa hai nước. Xét về cấp độ thì nó lớn hơn rất nhiều chuyến thăm của vị đặc sứ EU kia. Khi ta đã biết Việt Nam và Nga vốn đã có một mối quan hệ thân mật, được hình thành từ tận thời Liên Xô,
Việt Nam cũng là đối tác của Nga trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng. Điều này chúng ta có thể thấy có tới 80% vũ khí mà Việt Nam sử dụng hiện nay đều thuộc hệ Nga, từ máy bay, xe tăng cho tới cả tàu ngầm. Thậm chí ngay cả tới những vũ khí như tên lửa chống tăng cũng có nguồn gốc chuyển giao công nghệ từ Nga. Bên cạnh đó, hai bên còn có hợp tác chặt chẽ trong việc thăm dò và khai thác dầu khí. Điều quan trọng nhất là trong lĩnh vực địa chính trị, Nga và Việt Nam đều tìm kiếm sự cân bằng và duy trì ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì vậy, nếu bây giờ mà Việt Nam tiếp đón phái đoàn của EU lại chuyên về trừng phạt Nga, thì đó sẽ là một tín hiệu cực kỳ tiêu cực gửi tới Moscow, cũng như gây tổn hại tới quan hệ song phương giữa hai nước. Còn trong khi đó với EU, đây không phải là một chuyến thăm ngoại giao cấp nhà nước hay là một chuyến thăm nhằm nâng cao hợp tác, mà đơn giản họ sang đây để thuyết phục Việt Nam chọn phe đứng về phía họ, đồng nghĩa là đối đầu với Nga và phần nào đó là cả Trung Quốc. Đây rõ ràng là phạm phải điều chí tử trong chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam từ trước tới nay. Khi mà chúng ta luôn đề cao sự cân bằng trong ngoại giao giữa các nước lớn, trong con mắt của phương Tây, khi họ đang ủng hộ Ukraine đánh nhau với Nga thì họ không thể vui vẻ trước sự việc này. Song Việt Nam thì có lợi ích dân tộc của Việt Nam và tư thế của Việt Nam. Không thể theo đuổi ai đó được nếu đón tiếp một ông đặc sứ EU phụ trách chuyên việc trừng phạt Nga, ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Nga. Nếu thế thì liệu một nền ngoại giao có danh tiếng là ứng xử mềm dẻo, linh hoạt như Việt Nam có thể chấp nhận được như vậy không? Cho nên phải tổ chức hai chuyến thăm cách nhau một chút và quan trọng là tiếp ông nào trước, tiếp thế nào để không mất lòng ông kia. Vấn đề này liên quan tới việc cân nhắc lợi ích quốc gia, mà chỉ có các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chúng ta mới có thể giải đáp. Ở trường hợp này, khi Việt Nam chọn đón ông Putin trước cũng là một điều dễ hiểu và hợp lý. Vì đón ông Putin là quan hệ ngoại giao song phương Việt-Nga, nó chẳng chĩa mũi trực tiếp vào ai cả, đồng thời thể hiện quyền hoạt động ngoại giao thông thường của một nhà nước có chủ quyền. Thế nhưng, nếu đón đặc sứ EU mà ông này thì lại phụ trách công việc xoay quanh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga, thì đối tượng bị chĩa mũi dùi trực tiếp là ở Nga. Như vậy, sau khi tiếp ông EU xong khả năng cao là chuyến thăm của Tổng thống Nga sẽ bị hủy bỏ, mà Việt Nam cũng sẽ mang tiếng là thành tay chân lâu la của phương Tây, phải nghe các con thầy chỉ đạo trước khi gặp Nga. Cho nên việc tiếp đón Tổng thống Nga trước không hẳn là thể hiện sự ưu tiên quan hệ với Nga, mà trước hết là khẳng định được tư thế trung lập và đường lối ngoại giao độc lập tự chủ của Việt Nam. Mặt khác, phía Nga cũng đã có cân nhắc để không đặt Việt Nam vào thế khó, để những người bình thường như chúng ta còn phải biết nhìn nhau mà sống. Một hành động ngoại giao và một phát ngôn ngoại giao thì người nói cũng phải uốn lưỡi 7 lần và cân nhắc mọi thứ trước khi nói. Ngay sau thông tin Việt Nam từ chối tiếp đón đặc sứ châu Âu, trái với phương Tây khi bày tỏ sự thất vọng và thể hiện thái độ không vừa lòng, dĩ nhiên phía Nga cũng đã không ngay lập tức thông báo rằng Tổng thống Nga sẽ tới Việt Nam, và Đại sứ quán Nga thậm chí không bình luận gì về điều này. Vì nếu làm như vậy thì sẽ gây hiểu nhầm rằng Việt Nam và Nga có một sự thông đồng gì đó với nhau. Từ đó cũng lại đẩy Việt Nam vào tình huống khó ăn khó nói với bên kia. Thay vào đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ nói rằng đang hoàn thiện qua điều này. Nga cũng thể hiện đây chỉ là một ngoại giao thông thường của một nhà nước có chủ quyền, chứ cũng chẳng phải hành động bắt Việt Nam phải chọn phe như ai kia. Trong tình huống này, phía Việt Nam và Nga đã tự hiểu ý của nhau. Qua sự việc này, một lần nữa chúng ta đã thấy được phản ứng linh hoạt trong hoạt động ngoại giao cây tre của Việt Nam là như thế nào. Điều cốt lõi nhất đó là Việt Nam hành động dựa trên cân nhắc lợi ích của đất nước, chứ không phải chỉ đạo của các quan thầy bên kia đại dương.